đạo không có đi theo đường tà giáo, một người mới không có đi. Lúc đó thì tôi thực sự nhận cho ông nó đồng nhập trong gì không biết lơ là một chút nào phía trước, cho nên mỗi cái ngày tôi không đủ ngày hôm nay thì người có thể cảm ơn nhiều nhất chính là các vị đã ngồi ở đây nè. Cảm ơn các vị.